vị và các bạn, tạp chí Đồng hành cùng người nghèo kỳ này do Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh thực hiện có những nội dung chính sau đây. Phóng sự: Hội viên phụ nữ huyện Ninh Phước vươn lên thoát nghèo bền vững nhờ nguồn vốn vay Ngân hàng Chính sách Xã hội. Một thông tin cần biết. Bây giờ là nội dung chi tiết chương trình. Thưa quý vị và các bạn, xác định hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, gia đình, giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ quan trọng, góp phần giúp hội viên phụ nữ có thêm việc làm, tăng thu nhập, từng bước cải thiện đời sống và xóa đói giảm nghèo. Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ninh Phước luôn thực hiện tốt các hoạt động ủy thác cho vay từ nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội, đảm bảo nguồn vốn ưu đãi đến đúng phụ nữ nghèo, cận nghèo, có nhu cầu vay vốn. Nhờ đó, nhiều hội viên phụ nữ đã vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Trước đây, gia đình chị Lê Thị Ánh Hồng ở khu phố 8 thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước là hộ nghèo. Vợ chồng chị đều đi làm thuê nên cuộc sống gia đình rất bấp bênh. Năm 2021, chị Hồng được Hội Phụ nữ thị trấn Phước Dân xét cho vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện 60 triệu đồng. Từ nguồn vốn này, chị đầu tư làm chuồng trại, mua 3.000 con giống gà ri và 100 con gà lấy thịt về nuôi. Mỗi ngày, chị thu hoạch 150 trứng với giá 3.000 đồng trứng và bán gà thịt. Sau khi trừ chi phí, bình quân mỗi tháng, chị thu nhập khoảng 20 triệu đồng. Mô hình chăn nuôi gà lấy trứng của chị Hồng được đánh giá rất hiệu quả và đang được Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ninh Phước lấy làm mô hình điển hình, nhân rộng cho hội viên toàn huyện học tập. Mình là hội viên phụ nữ của khu phố 8, mình đi vay Ngân hàng Chính sách về, mình đầu tư vô cái trang trại chăn nuôi. Và đến thời điểm này thì cũng thấy ăn nên làm ra. Nếu mà Ngân hàng Chính sách hỗ trợ thì cũng có đang làm một trang trại trống để bỏ dở, tính là nhập gà về thêm. Nhằm tạo điều kiện để hội viên phụ nữ phát triển kinh tế gia đình thông qua hình thức vay vốn đầu tư vào chăn nuôi, trồng trọt, mua bán nhỏ, Hội Phụ nữ thị trấn Phước Dân đã tích cực phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện triển khai các nguồn vốn vay tín chấp cho hội viên phụ nữ. Đến nay, tổng dư nợ do Hội Phụ nữ thị trấn Phước Dân quản lý là hơn 42 tỷ đồng trên 1.114 hộ vay. Qua kiểm tra, 100% hội viên vay vốn đều sử dụng đúng mục đích, mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho mỗi gia đình. Từ đó, thu hút tập hợp hội viên tham gia sinh hoạt và gắn bó với tổ chức hội, tỷ lệ hộ phụ nữ nghèo giảm theo từng năm. Mô hình của chị Lê Thị Ánh Hồng này là tôi có nhận xét là chị làm cái mô hình rất là hiệu quả, cho nên nó trong khoảng thời gian gần đây thì cũng có các hội viên khác, các xã khác cũng có tới đây nữa, các địa phương khác cũng có tới đây để mà tham quan cái mô hình này mà học hỏi thêm cái mô hình chăn nuôi của chị Lê Thị Ánh Hồng. Trước đây, gia đình chị Phan Thị Mỹ Chi, thôn Nam Cương, xã An Hải thuộc diện hộ nghèo. Năm 2021, chị Chi được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã xét cho vay 60 triệu đồng từ nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện. Có vốn, chị Chi đã đầu tư trồng hơn 2 sào cây măng tây xanh. Trừ công chăm sóc chi phí, bình quân thu nhập mỗi tháng gia đình thu được khoảng 30 triệu đồng trên một tháng, giúp chị trả vốn lãi ngân hàng và có điều kiện chăm lo cho các con học hành đàng hoàng. Em cũng được chi hội phụ nữ xã An Hải giới thiệu về cái nguồn vốn, tiếp cận với cái nguồn vốn để của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Ninh Phước. Em vay được 60 triệu để về đầu tư làm măng tây. Em đầu tư được hai sào hai. Khi thu hoạch thì sáng nào mình cũng phải bẻ, mà mỗi buổi sáng mình bẻ là được khoảng 53 kg. Ký là 45.000 nhân lên cho 50 mấy ký đó thì một ngày trung bình tụi em cũng được 2 triệu mấy. Thì tụi em cũng giúp đẩy phát triển kinh tế gia đình đi lên, thoát nghèo. Em cũng xin cảm ơn Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Ninh Phước đã cho em tiếp cận cái nguồn vốn này. Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Ninh Phước cũng là tăng cường sự phối hợp với 4 chức hội đoàn thể y thác. Thì trong đó là hội phụ nữ thì hiện nay thì chiếm cái tỷ lệ cũng trên tổng tỷ trọng cũng trên 50% tổng dư nợ của toàn huyện. Thì qua công tác triển khai thực hiện cho vay các chương trình tín dụng ngân sách thì phải nói hội phụ nữ rất là đẩy nhanh phối hợp với địa phương, đẩy nhanh cái tiến độ giải ngân để là tạo điều kiện nguồn vốn hộ nghèo và các đối tượng chương trình chính sách khác cho bà con tiếp cận nhanh nguồn vốn. Qua công tác kiểm tra
của các hộ tổ chức hội đoàn thể cũng đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của bà con cũng rất là hiệu quả. Từ đó là cũng tạo điều kiện cho những hộ nghèo, hộ cận nghèo cũng được thoát nghèo. Nhiều mô hình cũng phát triển, kinh tế gia đình của hộ vay cũng khá lên, cũng từ hỗ trợ từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Để thực hiện tốt công tác ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, ngay từ đầu năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ninh Phước đã chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền về các nguồn vốn tín dụng ưu đãi của chính phủ thông qua các cuộc họp giao ban sinh hoạt chi tổ hội phụ nữ, qua các phương tiện thông tin đại chúng và các trang Zalo, Facebook của hội, nhằm giúp hội viên phụ nữ và nhân dân trên địa bàn nắm bắt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, qua đó giúp chị em phụ nữ, nhất là hộ gia đình phụ nữ nghèo tiếp cận với nguồn vốn vay tín dụng chính sách thuận lợi, có cơ hội phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo bền vững và làm giàu chính đáng. Tính đến hết tháng 9 năm 2023, có 8.000 lượt hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện được tiếp cận nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, với tổng dư nợ trên 270 tỷ đồng, thông qua 135 tổ tiết kiệm và vay vốn. Với phương châm vừa phát triển kinh tế vừa chi tiêu tiết kiệm, đã giúp các chị em hội viên từng bước thoát nghèo bền vững, cải thiện thu nhập, mạnh dạn đầu tư vào các mô hình phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu. Năm 2023 này thì tiếp tục nâng cao cái chất lượng tín dụng đối với các hộ nghèo và các đối tượng chính sách, thì Hội Phụ nữ huyện Ninh Phước đã tập trung tăng cường cái phối hợp tốt với Ngân hàng Chính sách Xã hội để tiếp tục tạo điều kiện cho hội phụ nữ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác để mà tiếp cận cái nguồn vốn từ kênh Ngân hàng Chính sách Xã hội để giúp các chị là cải thiện phát triển kinh tế. Trong thời gian tới thì tiếp tục phát huy cái hiệu quả của cái nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách, thì Hội Phụ nữ huyện sẽ tập trung tăng cường đồng hành cùng Hội Phụ nữ cơ sở để giám sát, hỗ trợ hộ vay sử dụng vốn vay đúng mục đích, đồng thời là cũng sẽ duy trì cái phối hợp tốt với Ngân hàng Chính sách Xã hội trong cái khai thác nguồn vốn, tạo cái thêm nguồn lực để cho thêm nhiều hội viên phụ nữ được tiếp cận nguồn vốn này để mà phát triển kinh tế và vươn lên khá giả, để mà góp phần trong cái công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn của huyện. Bên cạnh đẩy mạnh tăng cường nguồn vốn cho vay, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ninh Phước cũng rất quan tâm tới công tác kiểm tra giám sát, nâng cao chất lượng quản lý nguồn vốn nhận ủy thác. Hàng năm, hội phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tổ chức tập huấn cho các cơ sở hội, tổ trưởng, tổ tiết kiệm và vay vốn về công tác quản lý các nguồn vốn vay tín dụng, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát 100% cơ sở hội. Trong thời gian vừa qua, thì Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tích cực phối hợp với chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tổ chức triển khai có hiệu quả các cái chương trình tín dụng của chính phủ đến hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Đến nay thì tổng dư nợ ủy thác qua Hội Liên hiệp Phụ nữ đạt 1.325 tỷ đồng, chiếm 41% tổng dư nợ ủy thác toàn tỉnh, với 32.196 khách hàng vay vốn. Thì trong quá trình nhận ủy thác thì Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thì tích cực phối hợp với chi nhánh trong việc tổ chức tập huấn cho các cán bộ hội cơ sở các cấp, củng cố nâng cao chất lượng tín dụng, rồi chất lượng hoạt động ủy thác, chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn. Bên cạnh đó thì Hội Liên hiệp Phụ nữ còn phối hợp với các cái cơ quan chức năng như là khuyến nông, khuyến nông, khuyến ngư, tổ chức những cái lớp tập huấn cho hộ nghèo về cái khoa học kỹ thuật cũng như là cái kỹ thuật trong cái chăn nuôi trồng trọt. Thì nhờ đó là hộ nghèo có thêm cái kiến thức áp dụng vào cái quá trình sản xuất kinh doanh của mình để mang lại hiệu quả, tăng thu nhập, cải thiện đời sống và vươn lên thoát nghèo bền vững. Thì có thể nói Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh là một cái cầu nối giữa hộ nghèo, người nghèo và các đối tượng chính sách khác với Ngân hàng Chính sách Xã hội.
Thời gian tới, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ và các hội đoàn thể, tăng cường công tác phối hợp kiểm tra giám sát, đảm bảo nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách tín dụng ưu đãi của chính phủ, các mô hình làm ăn kinh tế sử dụng vốn tín dụng chính sách mang lại hiệu quả cao, vận động giúp hộ vay có ý thức trả nợ trả lãi, không trông chờ ỷ lại vào chính sách của nhà nước, phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn, góp phần tăng trưởng tín dụng và phát triển kinh tế địa phương. Thưa quý vị và các bạn, một thông tin cần biết kỳ này, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn quyết định số 22 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Đây là chủ trương mang đầy tính nhân văn, không chỉ mang đến cho những người đã chấp hành xong án phạt tù hòa nhập cộng đồng ổn định cuộc sống, còn trao cho họ cơ hội được đóng góp cho sự phát triển kinh tế của gia đình, xã hội và cộng đồng. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký quyết định số 22/2023 QĐ-TTR ngày 17 tháng 8 năm 2023 về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Theo đó, quyết định quy định đối tượng vay vốn bao gồm: 1. Người chấp hành xong án phạt tù bao gồm người chấp hành xong thời hạn chấp hành án phạt tù đã được cấp giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt tù quy định tại Luật Thi hành án hình sự và người được đặc xá đã được cấp giấy chứng nhận đặc xá quy định tại Luật Đặc xá. 2. Cơ sở sản xuất kinh doanh bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh có sử dụng lao động là người chấp hành xong án phạt tù. Về điều kiện vay vốn, quyết định nêu rõ, người chấp hành xong án phạt tù có nhu cầu vay vốn có tên trong danh sách người chấp hành xong án phạt tù về cư trú tại địa phương, chấp hành tốt các quy định của pháp luật, không tham gia các tệ nạn xã hội do công an cấp xã lập và được Ủy ban Nhân dân cấp xã xác nhận. Thời gian kể từ khi chấp hành xong án phạt tù đến thời điểm vay vốn tối đa là 5 năm. Điều kiện vay vốn đối với cơ sở sản xuất kinh doanh được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật, sử dụng tối thiểu 10% tổng số lao động là người chấp hành xong án phạt tù có phương án vay vốn và được Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi thực hiện phương án xác nhận. Quyết định nêu rõ, người chấp hành xong án phạt tù và cơ sở sản xuất kinh doanh quy định ở trên phải thuộc trường hợp không còn dư nợ tại Ngân hàng Chính sách Xã hội đối với các chương trình tín dụng khác có cùng mục đích sử dụng vốn vay để đào tạo nghề và sản xuất kinh doanh, tạo việc làm theo quy định của pháp luật thì mới đủ điều kiện để vay vốn. Phương thức cho vay: 1. Đối với người chấp hành xong án phạt tù, thực hiện phương thức cho vay thông qua hộ gia đình. Đại diện hộ gia đình của người chấp hành xong án phạt tù là người đứng tên vay vốn và giao dịch với Ngân hàng Chính sách Xã hội. Trường hợp trong hộ gia đình không còn thành viên nào từ đủ 18 tuổi trở lên hoặc thành viên còn lại không còn sức lao động, không có đủ năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật, thì người chấp hành xong án phạt tù trực tiếp đứng tên vay vốn tại Ngân hàng Chính sách Xã hội. Ngân hàng Chính sách Xã hội nơi cho vay thực hiện cho vay theo phương thức ủy thác cho các tổ chức chính trị xã hội. 2. Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh, Ngân hàng Chính sách Xã hội nơi cho vay thực hiện cho vay trực tiếp. Mục đích sử dụng vốn vay. Quyết định cũng quy định cụ thể mục đích sử dụng vốn vay. Theo đó, đối với vay vốn để đào tạo nghề, chi phí cho việc học tập sinh hoạt của người chấp hành xong án phạt tù trong thời gian theo học tại các trường đại học hoặc tương đương đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam. Chi phí này bao gồm tiền học phí, chi phí mua sắm sách vở, phương tiện học tập, chi phí ăn ở đi lại. Đối với vay vốn để sản xuất kinh doanh tạo việc làm, chi phí để sản xuất kinh doanh tạo việc làm gồm chi phí cho việc thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh tạo việc làm. Mức vốn cho vay. Về mức vốn cho vay, quy định đối với vay vốn để đào tạo nghề, mức vốn cho vay tối đa là 4 triệu đồng trên một tháng một người chấp hành xong án phạt tù. Đối với vay vốn để sản xuất kinh doanh tạo việc làm, mức vốn cho vay tối đa là 100 triệu đồng trên một người chấp hành xong án phạt tù. Với cơ sở sản xuất kinh doanh, mức vốn cho vay tối đa là 2 tỷ đồng trên một dự án và không quá 100 triệu đồng trên một người lao động tại cơ sở sản xuất kinh doanh. Quyết định nêu rõ, lãi suất cho vay bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo quy định theo từng thời kỳ, lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay.
Quý vị và các bạn thân mến, tạp chí Đồng hành cùng người nghèo do Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh thực hiện kỳ này đến đây tạm dừng. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.